Một tựa game kinh dị, một tựa game mà có thể được gọi rằng là bố của Final Fantasy 3D. Yes sir, mình đang đứng trong tựa game này, Horror Tower Defense các bạn à. Và trong video ngày hôm nay thì Wonder sẽ là đi tìm hiểu tất cả mọi thứ. Và đây là một tựa game beta chưa ra mắt trên thị trường, cho nên mình là người sở hữu Early Access, có nghĩa là mình được truy cập sớm vào cái tựa game này. Và mình đánh cá với cái này 100%. Tất cả mọi thứ về tựa game này, hơn 100% fan này thì đi. Còn bây giờ thì bắt đầu video thôi. Và các bạn muốn sở hữu mô hình Bloodfruit như là Buddha như thế này, và thậm chí là Shadow, và có rất là nhiều những cái chết quỷ khác, cũng chẳng hạn như là Dove. Đấy, bạn thấy không? Đấy, và tất cả mọi thứ mình sẽ để ngay phần bình luận game của mình nha các bạn ơi. Và ngoài ra thì các bạn đừng quên là đánh giá 5 sao nếu các bạn đặt hàng nha. Rồi, và 10k các bạn có thể sở hữu được 400k gem Anime Defender, 1.5k gem Tornado Defense, và còn rất là nhiều cái mũ khác mà mình nghĩ là 100% các bạn sau khi mà vào thì các bạn sẽ gần đấy nha. Ngay phần game của mình có hết tất cả mọi thứ. Let's go. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta đang đứng trong tựa game Horror Tower Defense các bạn à. Và trong đây thì có hai cái ông này, thì nói chung là tất cả mọi người này thì đa số đều là YouTuber hết nha các bạn ơi. Và mình đã có được 100.000 vàng. Đây các bạn thấy không? Mỗi lần mà cái hiệu ứng này nè, đó, nó nảy là đó. Ui, đỉnh vãi đèn các bạn này. Bây giờ mình đi tới đây là nó sẽ mở lên nè. Rồi. Rất là mượt các bạn à, mượt vãi đạn luôn. Và trong đây thì hình như là họ chưa làm cái gì, cho nên là mình chỉ có thể đứng vào đây mình nhìn nhìn thôi. Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ qua cái phần summon của tựa game này xem như thế nào nha. Wow, như này mà các bạn bảo nó không đỉnh nữa thì thôi, tôi chịu anh em luôn đấy. Rồi, và bây giờ thì do nè. Và trong đây có tổng cộng là 7 con unit bao gồm con Sirius các bạn. Vãi đạn này. Bây giờ là mình sẽ mở 50 lần thôi cho các bạn xem nè. Từ đã bật tiếng nha. Hiệu quốc mở kìa. Vai. Wow, Flasty Legendary. Ok, rồi hết rồi các bạn ơi, hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cố gắng để mình mở ra một cái con Mythic để mình review cho các bạn nha. Rồi, let's go. Ok. Một con epic với ghost các bạn ơi. Thêm lại là ghost Flasty Legendary. Tiếp tục. Tính ra chúng ta nếu mà muốn mở ra được cái con Mythic thì chúng ta rất là căng đấy các bạn, tại vì nó mở rất là khó luôn các bạn ơi. Đó, thì cái này là mình đang bích rất là nhanh nha. Rồi ok. Rồi, thì nói chung là đó là cái phần summon là như vậy. Không biết là từ mình chưa tìm hiểu hết. Nó chỉ có như vậy thôi. Nhưng mà theo như mình đánh giá thì cái này nó giống như Anime Defender nha các bạn ơi. Chắc là admin trong đây họ làm tự tự như Anime Defender nè. Rồi, và unit thì mình cũng đã có hai cái con Dracula này nè. Đấy. Ôi con này hình như, ủa tại sao nó chỉ có không đồng vậy ta? Rồi bây giờ mình sẽ trang bị con Bullstrap vào nè. Rồi nói chung là mình sẽ trang bị tất cả mọi con unit mà mình chưa sở hữu để mình vào mình review nha. Thì con xương này nhìn khá là đẹp trai, mình sẽ trang bị nó vào. Ủa nhưng mà sao trang bị rồi mà nó không có? Trời đất ơi, vãi đạn này. Đây là một cái khu mà các bạn có thể đứng vào đây, các bạn ngồi uống cà phê rồi ăn bánh uống trà, các bạn vẫn được đồ. Ghê không? Đó. Rồi bây giờ thì từ để mình vào thử xem là có cái giao diễn như thế nào. Nó chỉ có như vậy thôi các bạn ơi. Thì nó sẽ có cái bạn được hôn ha. Thì theo vì vậy thì các bạn mình nghĩ là mình các bạn nên dùng một cái gì đó nó xịn xịn chút các bạn ơi. Rồi, đây là một cái khu mà các bạn có thể đi raid các bạn à, đi raid á các bạn. Chúng mình nghĩ là trong đây nó sẽ có một cái gì đó để cho các bạn nâng cấp những con này lên ha. Rồi và đây là cái chỗ chơi. Nhưng mà mình sao mình thấy nó giống cái chỗ sòng 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 gì đó thì mình không biết nha các bạn ơi. Và để xem coi là có thể nhận kinh nghiệm luôn. Trong đây có level. Mình mới để ý luôn ha các bạn ơi. Và ngoài ra thì vẫn chưa có cái code nào. Thì chắc là nếu mà tụi game này ra mắt á thì mình sẽ gửi code cho các bạn nha. Đó, chỉ có những cái bạn đẹp trai viết logo như mình mới có thể được gửi code thôi. Nhưng mà mình đang thắc mắc rằng là cái hộp quà này thì mình có thể mở ở đâu nha các bạn. Không biết luôn. Có cái hộp quà đó mà sau khi mà mình nhận xong thì mình không biết mở đâu ấy. Cái đẹp vãi đạn các bạn ơi. Tính ra là cái tựa game này mình thấy được rằng là nó thiết kế 3D cái kiểu rất đẹp các bạn à. Cho nên mình nghĩ đây là một cái tựa game suốt Final Fantasy ra chuồng gà liền ngay cho tôi đi. Trời ơi, nó ban tôi là tôi thấy hơi cay rồi đó. Rồi, chúng ta sẽ chơi ở chế độ khó nhất luôn nha các bạn. Rồi, let's go. Để xem là chế độ khó nhất nó sẽ là như thế nào. Wow, let's go. Mình đang đứng trong cái tựa game khó nhất các bạn à. Enchant Hill.
Ui, cái dáng đi, cái kiểu nó ngầu vãi đạn các bạn. Và ngoài ra thì được cái con này các bạn chỉ cần đặt ra nó chỉ có tốn 0 đồng thôi. Nhưng mà đây là một con siêu rịch nha các bạn. Nhưng mà tôi đang thắc mắc là tại sao nó chỉ có tốn 0 đồng thôi vậy? Kỳ vậy. Ô, ảo vậy. Ô, mạnh ảo vãi nồi các bạn, mạnh lắm luôn các bạn ơi. Nhưng mà tại sao nó lại chỉ có 0 đồng vậy? Là các bạn có thể đặt vô hạn á à. Ô, thôi xong rồi. Ác quỷ Dracula của chúng ta đã bắt đầu giáng thế rồi. Đây các bạn thấy không? Nhưng mà mình không thấy bất kỳ một cái hiệu ứng nào từ cái tựa game này các bạn à. Ừ, mình không thấy cái hiệu ứng nào hết. Ví dụ như admin có thể làm một cái hiệu ứng nào đó thì nó xịn xịn hơn chút ha. Rồi chúng ta sẽ đặt cái con kiếm này như thế nào đây? Ồ. Oh, nó cầm cái kiếm nó quật các bạn à. Rồi chắc là mình sẽ để tiền mình up cái con Mythical này của mình lên ha. Nhưng mà cái map này thì nó chỉ có 15 quay thôi. Không biết là có được đặt cái con Mythical ra hay không đây này. Trời ơi, khổ quá. Với lại nó không có cho cái phần chỉnh auto skip hay là các kiểu luôn các bạn ơi. Rồi để xem nha. Con Dracula này thì nó có mình thấy có cái con mắt gì các bạn, hình như là cái tầm đánh hay sao ấy. Hình như là vậy các bạn ơi. Ơ à, mình có thể đặt ra sao mình bán được này. Đặt ra không tốn tiền nhưng mà bán không tốn tiền. Vãi đạn. Chắc là mình sẽ để khoảng 2.500 tiền để mình có thể đặt cái con Mythic này ra nha các bạn ơi. Rồi, sức mạnh của Dracula không tiền. Rồi, tính ra là nếu như mà admin không giới hạn cái luật đặt ra thì cái con Dracula này báo quá các bạn. Đặt full map luôn. Ôi, vãi rồi, thì các bạn nhìn này. Đùa. À, bạn chỉ được đặt tối đa là 15 unit thôi. Ôi ôi, vậy thì nói chung là admin vẫn có giới hạn nha các bạn ơi. Nhưng mà giới hạn theo dạng ít ít thôi à các bạn. Ví dụ như mình nghĩ là nếu như mà có một cái con nào đó mà nó cho đặt vô hạn thì cái con này là chùm rồi. Đặt ra không tốn tiền, đặt full cái map này cũng được luôn. Ok, chúng ta đã sắp đủ tiền up ra cái con Mythic mới đây rồi các bạn ơi. Và để mình xem với coi là con Mythic mới này sẽ như thế nào nha. Ok, uầy, đẹp vãi đòi luôn. Bây giờ mình sẽ bán cái con Dracula này nè. Rồi, đặt ở đây nha. Vãi đòi các bạn ơi. Đây là một con tên là Bullstrap các bạn à, với dòng 7 màu. Nhưng mà hình như là sau khi các bạn up lên level 2 thì nó sẽ có unlock cái kỹ năng mới nè, thử coi. Rồi, này light up gì này? Light up gì này? Light up này là cái gì đấy? Không rõ các bạn ơi, cái này light up là cái gì là mình không biết rồi, nó không có cái gì xảy ra hết. Wow, phun lửa hắc ám à. Được nhờ, anh thấy chú mày cũng khá là được đấy, khá là được đấy. Rồi mình up thử con này lên nè. Let's go. Rồi, nhưng mà tầm đánh của nó thì không tăng quá nhiều nha các bạn ơi. Rồi, ok. Làm sao mà mày bước qua được cái phàn phùng thủ này của quân rời đẹp trai hả? Trời ơi, khá là đơn giản không? Con này thì sau khi mà các bạn nâng lên thì các bạn sẽ cần khoảng 1.800 tiền. Cho nên là chắc là mình nghĩ là quay 14 là chúng ta có thể đặt được cái con 1.800 tiền rồi ha. Rồi, cố lên anh em ơi. Hãy cho tôi tiền, tôi up đi anh em ơi. Rồi, đây, có tiền rồi, up lên nè. Let's go. Uầy, tính ra là sau khi mà mình up lên thì nó đã bắn nhanh hơn. Nhưng mà cái con này mình không biết là nó có AOE hay cái gì không các bạn, chưa biết nữa. Rồi, con Dracula này thì hồi nãy là mình up rồi, nó không có thay đổi hình dạng gì hết. Ví dụ như mình nghĩ là nếu như mà những cái con này á, sau khi mình nâng cấp nó lên, nó thay đổi hình dạng bla 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 thì mình nghĩ nó sẽ là một cái gì đó rất là ảo ha các bạn ơi. Rồi, đây là con zombie nè, nãy mình quên đặt con zombie ra cho các bạn xem luôn. Đây. Các bạn nhìn nè. Ôi, tính ra là cái tựa game này thiết kế rất là đẹp luôn các bạn. Ảo. Ôi, con boss ra này. Ôi, thôi xong rồi. Con boss ra. Ô, thắng luôn ơi. Vãi đạn thiệt. Rồi, chúng ta sẽ bác về lobby để chúng ta xem thử nó như thế nào nha các bạn ơi. Ok. Rồi. Và mình không biết tại sao mình có thể đạt được level 25 mặc dù đây là lần đầu tiên mình đạt trong cái tựa game này luôn các bạn ơi. Và có một cái mình thắc mắc rằng là tại sao mình lại không thể mở những cái hòm này. Trời ơi, không có cái nút nào để mở mấy cái hòm luôn các bạn. Ảo mãi nồi luôn. Rồi, và nói chung là đây là phiên bản beta của cái tựa game này. Và đây là tất cả những con unit mà từ nãy giờ mình test cho các bạn coi ha. Và còn rất là nhiều những cái sai sót. Và mình nghĩ đây là tựa game sẽ public vào ngày 31 tháng 10. Cho nên là yes sir, chúng ta sẽ có một cái tựa game mới chúng ta quay nếu như tựa game này thực sự hay ha. Rồi, và các bạn nghĩ sao về cái tựa game này thì đừng quên là bình luận xuống phía dưới cho quân rồi biết nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn xem video này một ngày tốt lành. Bye bye.